kênh YouTube Cuộc Sống. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 30 Tết ở Nhật thì mình đang có mặt tại Tokyo. Đây là cái khu phố Ginza các bạn nhá. Khu phố Ginza, cái khu phố này khá là sầm uất với rất nhiều các bạn nhìn này. Rất nhiều các cái thương hiệu để mua sắm như Gucci, Seiko. Nói chung là nhiều các thương hiệu lắm đây. Đấy. Cái khu phố các bạn nhìn sầm uất không? Hôm nay là 30 Tết ở Nhật nhá. Đấy, bạn nào mà muốn thắc mắc hoặc là có mong muốn là được xem ở Tết gần sát Tết dân Nhật như nào, đây khu phố là nhìn đẹp lắm các bạn. Đấy, đèn cái khu phố này đi bộ này. Họ cấm xe nhá, có cái biển cấm xe ở đầu đường hầu như để dành cho mọi người đi bộ xem phố này. Khách du lịch đến cũng rất là đông. Đấy, các bạn sẽ đi trải nghiệm phố với mình nhá. Có lẽ rằng mình sẽ đi hết cái con phố này. Sau là mình sẽ vòng qua đằng kia đi vào đại lộ chính. Thôi có lẽ mình sẽ quay đường đại lộ chính luôn cho nó sầm uất đi. Cho này có vẻ cũng không có gì hay ho lắm. Đấy các bạn thấy không? Nó rất là... Đây là một ngày 30 Tết, ngày cuối năm ở Nhật. Mình có hỏi một cái bạn đồng nghiệp ở công ty là ngày Tết thì họ thường làm gì? Thì họ bảo là ngày Tết thì gia đình họ là thường rủ nhau đi ăn thịt nướng. Ăn thịt nướng. Đấy là cái văn hóa, đấy là cái phong cách của gia đình nhà họ. Khác với mình đúng không các bạn? Với mình thì mọi người thường quây quần ở nhà nấu ăn, nhưng với họ thì với cái gia đình của người bạn mình ấy, thì là họ làm như vậy để đón Tết. Đấy các bạn xem cái khu phố này rất là đông rồi. Khách du lịch rất là nhiều. Số lượng người tập trung khá đông, mình phải giơ cái điện thoại qua đầu thì mới có thể quay được. Nếu quay trước mặt thì toàn là mọi người chán hết thôi. Đây là một cái cuối năm rồi chật lại. Đấy, thì là cái khu vực này rất sầm uất các bạn ạ, khu vực đại lộ phố chính đấy, đại lộ chính của phố Ginza. Trên lóc tòa nhà là một cái đồng hồ Seiko. Bảo sao anh em Việt Nam rất thích đồng hồ Seiko. Mình cũng rất là khoái nhá. Quay ngày 30 nhưng phải là